Tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 mới đây đã phát hiện tàu Tuna One quốc tịch Mông Cổ đang có hành vi cập mạn, mua bán và sang mạn dầu trái phép cho tàu cá KG90719TS. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng tàu Tuna One không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Thuyền trưởng tàu cá KG90719TS thừa nhận tàu đang sang mạn từ tàu Tuna One được 3.000 lít dầu thì bị kiểm tra bắt giữ. Tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã ra quyết định tạm giữ hai phương tiện trên, dẫn giải về cảng Hải đội 421, Hải đoàn 42 để tiến hành điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.